lên bé hạ cái cây còng. Giang đang nhắm hướng rồi cho nó rớt chỗ nào nha.
Nó bay ra bên hướng kinh mà nó gió mạnh quá nó giật lên đây nha bạn. Cây tàn nó còn nằm bên đây quá trời nhiều. Lấy máy lớn cắt cây cứu hộ mới giỏi. Cây nha bạn, nên xử lý mạng máy rất là khó nha.
được Giang ơi. Không được đâu, nó không qua nổi đâu. Qua không nổi đâu. Cho ngãi qua hướng mình nha bạn. Đón gió anh mở là hơn cái xấu nữa. Con Huỳnh ngay giữa à? Con Huỳnh ngay giữa à? Này không không bằng cái nhà. Lò này không 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 đẹp. Tiếp tục bấm cái góc luôn anh. Yeah.
cho nãy đứt đi, đứt cái thằng nhỏ này đi. Thằng này làm như nó gọi thế liền.
hơi đi xéo. Mẹ rồi đó. Đi rồi đó, nó đi rồi đó. Đây rồi. Ổn đậu ở đây gặp lên nè. Ê, gớt nó vàng, gớt nó vàng. Vô nó luôn hả dây? Vô lúc nào vô? Cái dây hả? Vô, mà vô lúc nào? Vô lúc nào rồi? Vô lúc nào rồi? Chú mày cho chút con mày. Cậu kéo đi chú. Đức rồi các bạn ơi, để gì cho anh lấy xe lên cảo lên nha. Cái đưa xuống dưới thì kéo lên nó hơi mệt. Thì là xong hết nha các bạn. Mình kết thúc video đây nha. Thì các bạn lại video sau nha.